TV. Hôm nay tụi cô đi chơi game mà Power Rangers. Yes. Wow, cô này đã up lên level 11 rồi. Mega Fox Blue đã lên level 11 rồi. Bây giờ sẽ vào game. Rồi chiến đấu với chùm nào đây? Cô này đáng chùm này chùm quái vật ngoài hành tinh đó các bạn. Hôm bữa mình chơi dịch chùm ma cây rồi. Các bạn theo dõi tập 2 á là ở bên trên channel Cô Lì Siêu Nhân. Đánh nhau với lại chùm ma cây rất là ghê. Và cô này đã up lên siêu nhân xanh này, đã lên level 11 rồi, cấp 11 nên cũng khá là mạnh. Thấy chưa, bắn một cái gần 1000 đam luôn. Chỉ có 500 mấy 600 thôi, nhưng mà ra đam màu đỏ là được 1000 mấy 1100 1200 lận. Rất hay. 3 sao. Và tiếp tục nào, tiếp tục chơi nào. Let's go. Vào game Destroy City. Nhảy nè, bắn mấy con bọ, bắn con bọ chét mà có con ma nữa, con người hành tinh kìa đó. Người hành tinh nhỏ. Lát mình tiêu diệt người hành tinh bự lắm. Bự cách gì đấy luôn, bự chấm má lửa. Nhảy lên, tiêu diệt mấy con bọ chét. Nhảy hai cái. Ui, xem đây nạp phải con hình người hành tinh rồi. Cũng may, liền nhảy kịp. Có khiên luôn. Khiên chống chọi với lại vũ lũ quái vật, gớm giết. Qua vòng 3 sao, stay clear. Tiến lên nào. Let's go. Bắn liên tục luôn. Nhảy lên. Bắn nè. Tum 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 tum. Ôi, không có giật thằng bự kìa. Chà bá luôn kìa. Ghê chưa. Bắn nó 4 cái nó mới chết lận. Còn nó máu hơi nhiều. Còn mấy con này là con nhỏ xíu. Bắn một cái chết veo. Một được 10 nhân 10 luôn. Wow. Những cái đó mình có thể một siêu nhân mới á, mà phải tích lũy rất là nhiều mới được mở siêu nhân mới. 3 sao. Clear. Tiếp tục nào. Buổi tối luôn. Giờ sang buổi tối luôn rồi. Nhảy nè. Nhảy lên. Tiếp tục, nhảy thôi. Còn nhảy cao ghê. Nguy hiểm. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Còn thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì TV. Ôi, combo được bao nhiêu rồi mà lên luôn ghê quá vậy. Ghê thiệt. 200 combo luôn à, quét xâm. Nhảy nè. Lại con quái vật hành tinh bự nữa. Bắn á. Qua vòng. Chỉ được 2 sao thôi. Vòng đó cô này chỉ được 2 sao thôi. Cố lên. Bắn rồi nè. Tiến lên. Tiến lên, xung phong. Rồi lắng nè. Đây là siêu nhân Blue, siêu nhân xanh dương. Đi tiêu diệt người ngoài hành tinh. Quái vật chùm khổng lồ. Go. Nhảy nè. Cố lên. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Và đừng quên like, share video này giúp Cu Lì đó. Đó, tay chùm mà chùm hành tinh đúng luôn nè. Cu Lì bắn nó mấy cái nó chết queo à. Còn 10.000 máu. 5.000 máu. 2.000. Yeah, chiến thắng rồi, thấy chưa. Các bạn chơi game này đến lần đầu tiên do phải chọn những quái vật, những siêu nhân đánh tầm xa. Tiêu diệt quái vật rất là lẹ, nhất là giết chùm. Đó, thấy chưa. Hai dòng mới luôn. Tiếp tục. Vòng này đất đá mình lâm hết. Cố lên nào, không biết chùm này chùm gì. Ôi, con ma kìa. Chắc chùm này là con ma quá. Lệnh 500. Nhảy nè. Nhảy cái nữa. La 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 la. Qua vòng. Qua được một vòng rồi. Cố lên. Rồi đã chiến thắng được một vòng rồi. Mừng quá.
thôi 7 nha, cẩn thận đạt 2.7 đó mình thua cuộc đó, mình phải tập trung cao độ vô. Rồi thua rồi, đạt hết cái 7 4 cái luôn. Trời ơi thua rồi. Được 108.957 điểm, một con số cũng khá là lớn. Cố lên. Đây nè, mình sẽ mở quả cầu rồi được tăng 2 cái sức mạnh. Cô này sẽ bỏ tiền ra mua một con răng dơ mới. Đây, cái 3.000 đó, cô này sẽ mua ở đây. CBABS. Trời ơi, B C luôn. Siêu nhân yếu, siêu nhân cụ bắp. Làm phải siêu nhân cụ bắp rồi. Nhưng mà mình cũng phải chơi thử coi nó như nào, đúng không các bạn? Cười thì cười chứ, nhưng cũng phải xem. Rồi cô này sẽ bỏ vô một cái viên ngọc để tăng sức mạnh cho anh ta. Tăng 50 sức đánh. Rồi xong, bây giờ cô này sẽ vào game. Chọn Blink Flash, siêu nhân Flash, siêu nhân màu hồng. Rồi đánh được quái vật bự luôn. Đánh con yêu quái người ngoài hành tinh. Đánh bể mặt nó luôn. Đánh liên tục, các bạn thấy không? Ừ, đánh liên tục luôn. Wow. Cố lên nào. Được cái gì đây? 2 hộp. Cộng thêm tiền cho cô Lì. Cũng được. Các bạn ơi, các bạn hãy đăng ký là thành viên của cô Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nè. Vào game với là siêu nhân Pink Flash. Đứng lên. Nhảy nào, chém gần các bạn ơi, không có đánh xa nữa mà chém gần. Cũng mạnh đó, siêu nhân này cũng khá mạnh. Đá liên tục luôn. Wow. Cố lên. Chém nè, chém đây nè. Chém liên tục luôn. Mấy con bò chết chặn đường nhiều quá. Excellent. Cố lên, cố lên. Tôi sẽ đánh siêu nhân đàn siêu nhân này. Siêu nhân Flash, siêu nhân hồng. Coi coi cái chiếc trình được theo. Đánh gần, cận chiến. Không đánh xa được. Cố lên. Bay qua luôn. Bay qua. La 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 la. 3 sao. Siêu này cũng mạnh đó. Tiếp nào. Vào game. Tăng sức mạnh lên. Chém bằng 800 luôn, ghê thiệt. Nhưng cũng khá mạnh. Nhảy liên tục luôn. Thank you.
nhảy nè. Các bạn ơi, cô Lì đánh xong chương trình này nữa, cô Lì nhảy nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh Cô Lì TV. Và các bạn đừng quên like, share video này, ủng hộ Cô Lì TV nhé. Ôi, có con kangaroo kìa. Các bạn thấy không, kangaroo kìa. Ghê quá. Chém nó nè. Tới chùm rồi. Thử xem con này có giết chùm được hay không. Nó chạy tới nè, nhảy lên. Ôi không được rồi. Chùm này không mạnh bằng. Chùm này mạnh yếu chứ. Mà cô Lì không có mạnh. Con xuyên hồng này đánh từ xa mới được. Đánh gần không có được. Thua rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào tạm biệt.